Anh em có biết ông rằng không? Đúng vậy, là ăn rồng đó anh hai à. Với cái nhịp sống ngày càng tăng cao thì chúng ta phải nhịp nhàng theo cái nhịp sống. Oh yes sir. Với ngày hôm nay chúng ta cầm cho mình một cái con sen, mà không phải gọi là river sen, mà nó được gọi là đi rừng sen. Tôi vừa ăn xong con rồng đầu tiên đó, và tôi thấy ở trên đường tớp hơi bị gọi là sung, nên là tôi ulti lên luôn. Và sau đó là một cái chiêu ba khiêu khích thành công chắc. Top 4 người tôi luôn tin tưởng, và tôi đã tin tưởng thành công người bạn Demacia này. Tuyệt vời ông mặt trời. Mà anh em đang xem clip có cần advanced skill top chiến thì tôi có nha anh em ơi. So thank you. Rồi trong những giây phút mà tôi chuẩn bị lên đường top thì phát hiện ở khu vực đường dưới có người cần tôi hơn, đó chính là anh Demacia. Lại một lần nữa đặt niềm tin vào top 4 người tôi luôn tin tưởng, nhưng mà lần này có vẻ là họ đã bỏ qua tôi. Thôi không sao anh em ạ. Nếu như không tin anh Demacia thì tin ai bây giờ? Cái thằng Khứa AD bên kia cùng với con Yumi rất là xộn lào. Garen gõ chiêu một phải gọi là lặt còi con người ta, và chính xác đó là hai cái mạng dành cho tem tôi. Lại trong mùa thu năm ấy, chiếc lá cuối cùng trên cái cây của một vị tác giả nào đó không biết có rơi hay chưa, nhưng tôi cảm thấy như ai đó đã đánh rơi vài nhịp yêu thương anh em ạ. Chính xác là tem bên kia rồi. Sen bật chiêu 1 chiêu 2 lên chặn khá là nhiều đòn sát thương, và anh Demacia vừa lụm cho mình thành công cái mạng của Sivana, tôi cũng lướt ngay vô trụ để mà có thể lấy đi mạng của anh chay xì. Đáng lẽ là cuộc sống không có gì để nói đâu. Vậy có gì để nói? Tôi đang đợi ai băng trụ rồi tôi ulti cho đây nè. Trời ơi mấy nay này. Đó chưa thấy ai băng trụ hết. Đó, ok, mặc dù không có một pha mãn nhãn nào cả, nhưng mà cuộc sống lại đưa đẩy chúng ta đến một tình huống mà tem tôi đang có một người bị rượt, đó chính là Caitlyn. Tôi ulti xuống liền đó chứ ạ, giải vây cho AD thành công. Wow, tinh thần trách nhiệm thì là cao cả, lớn là quá đi đó mà. Rồi tem tôi ập vào đẩy lên như ngày giải phóng. Có vẻ là cái ulti nhẹ nhàng của Brom khiến cho khá là nhiều người nhảy lên. Tôi lướt vào, nhưng mà quá may mắn là cái anime Varus anh đã tóc biến chạy đi kịp. Thời thế lúc này đã quá loạn lạc rồi anh em, mà phải làm như thế nào đây? Chỉ có tôi thôi, tôi một người đẹp trai tha thịt vô địch khắp vũ trụ có thể chống đỡ được cái tem này. Nói vậy chứ có chống đỡ quần què gì đâu. Sau khi giao tranh như là nhảy cha cha cha, cứ tiến tới và lui về, thì bây giờ tem tôi lại tiến lên anh em à. Một cái thế trận cứ phải gọi là nghiêng về một bên, khó chịu vô cùng anh em à. Tôi đã lượm được mạng của chay xì rồi, đó là may mắn thôi. Thế là sáng giờ tôi đã lượm hai mạng của anh chay xì. Thì tất nhiên rồi, đó gọi là cái định mệnh. Chơi sen thì nói chung là cũng việc nhẹ lương cao lắm mà những người anh em thiện lành à. Chỉ cần đợi ai có đang giao tranh đó mình ulti tới, rồi sau đó lướt ra đánh liên tục vào người của kẻ địch là được. Được cái gì mà người ta hay đồn đó anh em, đồn cái lượt. Và đó là thật sự không phải là một pha 4v1 đâu. Tôi ăn đó. Nói chung là cũng đúng thôi. Mày điên mình thì mày ngẫm mạnh chứ sao. Ok, Yumi bên kia lại đeo vào người top 4 người tôi luôn tin tưởng ở đây mà, đó là anh chắc. Và anh ấy tự tin cân 4 thằng luôn. Why? Và 4 thằng nào chứ vậy? Thì 4 thằng tôi đó anh em à. Lụm được Caitlyn luôn rồi. Cứ trong cái đà sức mạnh tràn trề và đầy nghị lực này của anh ấy thì anh ấy chắc chắn sẽ bị mất cái trụ đường trên rồi. Anh Garen của tôi nhanh như một cơn gió. Thì thật sự ra mà nói, trong các trận đấu anh em cũng ít khi mà thấy Sen đúng không? Nhưng mà Sen nó mang đến một nguồn sức mạnh vô cùng khó chịu, chống đỡ tốt đến từ chiêu 2 và chiêu 3 khiêu khích, phải nói là đưa Sen vào hàng top khó chịu vô cùng luôn anh em mà. Cùng với đó là tăng như quỷ tồn tại trong giao tranh cũng khá lâu, giống như là những cây kim tồn tại trường tồn ở trong cái hộp bánh quy nhà bạn gì đó. Ê, mà nếu như mà mở hộp bánh quy ra trong đó có bánh quy đó mới lạ đó. Trời ơi, I come back. Nếu mùa thu năm ấy không phải là mùa thu thì tôi chắc chắn nó là mùa khác rồi. Anh Jack lại là một tình huống 4v1 anh em à. Và chắc chắn là anh ấy có thể chạy được rồi. Không, cứ ngỡ là tháng năm ấy anh Jack đã có thể chạy được, nhưng mà Lucian của tôi lại bảo là méo và đã lấy đi mạng của anh Jack. Ok, tôi chấp nhận và đồng ý. Top 4 người luôn tin tưởng của tôi đã bắt đầu nhạt dần, và tôi không còn tin tưởng nhiều vào anh ấy nữa. Ok, và Sen cũng là một vị tướng có thể mở giao tranh vô cùng đẹp anh em à, với chiêu 3 của mình.
Ví dụ như một thằng AD nào đó đang đứng, cái anh em lướt cái chiêu ba vào khiêu khích nó, rồi nguyên một tem xúm vô làm gỏi đu đủ nó, vậy là đẹp. Dạ sao. Và bây giờ tem tôi vừa lấy xong cái trụ thứ ba luôn, và chính thức đưa cái tem địch vào khuôn viên của máy bay. Tôi bật chiêu 2 lên thì bên kia có vẻ là bắn không thấm tôi một tí nào cả. Đôi khi như vậy thấy cũng chạnh lòng, nhưng mà thôi kệ. Chứ làm gì đây mấy nay ạ, không lẽ cho nó thắng mình sao? Thôi được, trận đấu lỡ quá một chiều rồi, chúng ta sẽ cho tem địch xả hơi một tí bằng cách là đi ăn ba rừng Naso, rồi một lát mình dập vô mạnh hơn cái đợt đầu nữa nghe. Vậy nó có ác quá không ta? Làm gì ác đâu anh em, cuộc sống là quy luật bù trừ mà, mình được cái này á thì mình mất cái kia thôi. Giống như tem bên kia nè, quầy già được chúng tôi đấm bóc miễn phí mà còn mất nhà nữa. Được mất đó. Hổ chú khê anh em, cũng trong mùa thu năm ấy, ai chúng ta cũng thấy chiến thắng được an bài rồi. Hổ chú khê. Và anh em xem video, nếu mà thích video của tôi thì cho tôi xin một đăng ký với một follow nha. Thank you anh em.